Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam Vietnam Digital Awards năm 2022. Đây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với thành tích xuất sắc về chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương được tôn vinh tại giải năm nay. Theo đó, thành phố Đà Nẵng là một trong 7 đơn vị đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2022 ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với sản phẩm nền tảng công dân số thành phố Đà Nẵng, My Portal Đà Nẵng. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh tại giải này. Năm nay, sau quá trình xem xét đánh giá khoa học khách quan, chuyên nghiệp và công tâm, ban tổ chức đã chọn ra 49 cái tên xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải, chia làm 5 hạng mục gồm sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài.